đúng là cái thư gái thành phố, ngủ thê cả với chồng. Cái ngữ này mà không dậy rồi sau này nó trèo lên đầu lên cổ con trai mình cho mà xem. Vợ ơi là vợ, khổ quá. Để đấy cho anh. Khổ quá, nào, để anh. Ui ôi, vợ. Khổ quá nào, để anh. Từ bé đến lớn con có giặt rũ quần áo bao giờ đâu, để cho mẹ. Dạ thôi ạ, quần áo của con mẹ cứ để con giặt ạ. Em đang bầu bí thế, giặt tay thế nào được mà giặt. Mà mẹ, sao mẹ cũng mua máy giặt đi. Con nhớ tuần trước con gửi tiền về cho mẹ rồi mà. Mua làm gì cho nó lãng phí hả con? Với cả dùng máy giặt ấy, giặt không được sạch lắm. Hơn nữa lại còn phải chờ đủ mẻ mới giặt được. Thôi cứ để đây mẹ. Mẹ làm nhoáng cái là xong mà. Mẹ vất vả quá. Đã luôn chân luôn tay rồi, vậy mà còn... Nhất con dâu rồi còn gì nữa. Anh đố em tìm được một bà mẹ chồng nào tâm lý như là mẹ anh ấy. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Ok. Quá, em làm sao đây? Em thấy hơi choáng một chút. Chắc là do thiếu sắt. Thôi, để anh đưa em vào phòng nhá. Đi từ từ thôi. Cưới cái loại tiểu thư thành phố về làm gì không biết nữa. Mà cứ làm như là thế giới này có mình nó chửa đẻ ấy. Có mà lười ấy. Ừ, tôi đây. Tôi nói thật với bà nhé, tôi vẫn tiếc con Ngọc nhà bà lắm. Giá như thằng Trung mà nó lấy được con Ngọc ấy thì bây giờ có phải là gần gận không? Đúng đấy bà, tôi cũng tiếc. Nhưng mà thằng Trung ấy chắc bị gái thành phố nó hút hồn rồi. Mà cái loại tiểu thư thành phố là toàn lười thôi. Gái quê vẫn là nhất bà ạ. Chứ cái loại tiểu thư thành phố này tôi đã không ưa sẵn rồi. Sáng bành mắt ra vẫn còn ôm chồng để ngủ ấy, ngứa hết cả mắt. Mà cái bọn thành phố là khinh nhà quê lắm đây. Tiền sư chúng nó chứ. Nó khinh nhà quê mà nó cứ rúc đầu vào con trai nhà quê. Trong khi đó chúng nó chả được cái tích sự gì cả. Bà không dạy dỗ nó đàng hoàng, mai mốt nó coi trời bằng vung, coi bà là cô xin cho. Thế nhưng mà bây giờ bà bảo phải dạy kiểu gì? Còn con gái nó ỷ chồng cưng chiều nên nó lười. Bà cứ đợi thằng chồng nó đi công tác, bà xài chân trâu, nấu cám, nuôi lợn, xem một tháng thôi là thằng dắt nghe ngay mà. Đúng đấy bà nhỉ. Rồi. Biết thì bà. Thôi, bây giờ con đi luôn đấy. Vâng, anh đi nhá. Tôi biết chị là tiểu thư thành phố, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Nhưng mà đất thì có nề, quê có thói. Chị đừng có mang cái kiểu sống ở thành phố về đây, chị hiểu chưa? Dạ vâng ạ, nếu như mà con có điều gì chưa phải, mẹ cứ chỉ dạy con ạ. Người nhà quê chúng tôi ý, lao động từ sớm tới khuya, chính vì thế cho nên là chúng tôi mới khỏe mạnh như thế này. Chứ chị đừng có mà tiểu thư quá, mấy người ở đây ý, nhìn thấy lười làm là người ta không có ưa đâu. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi ạ. Mà con gái nhà quê chúng tôi ý, nó chửa đẻ cứ sòn sòn, chính là vì nó vận động nhiều, nó lao động nhiều. Chị mà cứ lười như thế này ý, rồi sau này ý, khó đẻ thì đừng có kêu. Thank you.
Xong việc rồi thì cầm cái bao tải ra cắt cho tôi bao tải cỏ. Rồi á, dắt trâu ra đồng mà chăn. Tranh thủ xuống ruộng ấy làm cỏ lúa cho tôi luôn. Dạ, chăn trâu cắt cỏ ạ? Tôi nói cho chị biết nhá, ở đây ấy không làm ấy cặp đất ra mà ăn. Vâng, con biết là như vậy ạ. Nhưng mà con sợ. Con trâu là bạn của người nông dân, sợ cái gì mà sợ? Hay là chị không muốn làm thì chị cứ nói với tôi một câu. Dạ không ạ, ý con không phải là như vậy. Nhưng mà con không biết khu đồng mả ở đâu ạ. Ôi trời ơi, không biết thì hỏi, đường ở mồm mới chứ ở đâu. Vâng ạ. Chị ra làm ruộng cỏ lúa cho tôi, chứ tôi bảo chị dẫm nát hết lúa của tôi à? Hả? Dạ. Thì đã bao giờ con đi làm cỏ đâu ạ? Không ai chỉ nên con không biết cách làm ạ. Ôi giời ơi, con dâu thành phố đấy, biết ăn mà không biết làm, rồi ơi là rồi. Nấu cơm lợn xong chưa? Dạ, con nấu xong rồi ạ. Con cũng cho lợn ăn rồi ạ. Alo, ừ mẹ đây. Vợ con á, nó đi chơi rồi. Đi suốt mà, có bao giờ mang điện thoại đi đâu. Mẹ đã bảo con là không phải lo lắng gì cả. Vợ con nó mới ở nhà có 3 tuần thôi mà khỏe phăm phăm ấy chứ. Mẹ à, mẹ bảo vợ con tối nghe máy nhá. Con thấy vợ con có vẻ hơi khác đấy. Đây, vợ con nó về rồi. Nghe máy đi này. Alo, chồng à, em đây. Vợ dạo này sao rồi? Anh thấy lo lo. Em không sao đâu, chồng không cần phải lo lắng đâu. Em ở nhà với mẹ, mẹ cũng đỡ đần em nhiều việc lắm. Ừ, thế thì anh đỡ lo rồi. Hai mẹ con khỏe là anh yên tâm. Cháu cố gắng làm việc rồi về sớm với hai mẹ con em nhé. Ừ, thế nhá. Ai làm gì chị mà chị khóc? Hàng xóm đi qua nhìn thấy, không khéo lại tưởng tôi là bắt nạt con dâu. Thôi ăn cơm đi, rồi còn dọn dẹp. Bao nhiêu việc kia kìa. Mẹ, con về rồi ạ. Tôi không hiểu ấy. Chị mà rời con trai tôi ra thì chị có nên cơm nên cháo gì mà ăn không? Chị mà không vác cái bụng bầu về đây ăn vạ thì chị không có cửa bước chân vào nhà này đâu. Mẹ đừng nói con như vậy chứ ạ. Đấy, chị đã nhìn thấy cái ngọc con bà Dung chưa? Nó chính là đứa con dâu tương lai mà tôi chọn đấy. Nó vừa xinh đẹp, vừa khỏe mạnh, làm việc thì đâu ra đấy, chứ không óng ẹo như cái loại chị đâu. Mẹ quá đáng vừa thôi ạ. Con hết chịu nổi rồi. Cái thói con dâu ở đâu mà lại cãi mẹ chồng, rồi lại nói không chịu nổi mẹ chồng. Này, tôi chưa giơ tay đánh chị cái nào đâu đấy nhá. Alo. Bà Dung đấy hả? Ôi giời ơi, về đến nhà rồi gớm. Làm vài cái việc ấy thôi mà nó cứ làm như là tôi hành hạ đầy đọa nó không bằng ấy. Đấy, tôi đã nói với bà rồi, gái thành phố lười mà, có làm được cái tích sự gì đâu. Thế bà có làm như tôi bảo không?
Ôi dảo ơi, tôi thử hết rồi, nhưng mà làm lần nào là phá hoại của tôi lần đấy, chứ không đảm đang như cái ngọc nhà bà đâu. Có khi giả vờ làm học việc để sau không phải làm nữa ấy. Chị gái ở thành phố hay chống chế kiểu đó lắm, bà sai lầm lực vào. Đúng là sai lầm quá bà. Biết thế ngày xưa tôi bắt bỏ luôn, rồi bắt thằng Trung nó lấy con ngọc nhà bà. Ôi giời ơi, ưa gì cái loại lười biếng ăn bám đấy hả bà? Ngày xưa hai đứa nó xứng đôi gắn bó thế. Biết làm sao được hả bà? Có khi nào nó bỏ bùa thằng Trung nhà bà không? Có khi bỏ bùa thật đấy chứ. Mẹ con mượn. Cô Dung ạ, cháu Trung đây. Trung à, cháu xin lỗi cô vì phải nói với cô mấy điều. Cháu không hề có tình cảm gì với cả em Ngọc ạ. Cháu với Ngọc chỉ là bạn bè thôi. Còn vợ cháu mới là người cháu yêu và là người cháu đã lựa chọn. Cô ạ, người nhà quê mình quanh năm quanh ra quẩn vào chỉ có trâu bò lợn gà ruộng đồng. Còn vợ cháu là người thành phố. Công nhận là làm thì ít chơi thì nhiều thật, nhưng mà làm ra làm, chơi ra chơi, mỗi ngày trị giá cũng cả bạc triệu đấy cô ạ. Cô biết. Nhà cháu mới sửa, tivi xe cộ đều là do vợ cháu bảo cháu gửi về cho mẹ cháu để cho mẹ cháu đỡ phải vất vả. Nếu cô không biết gì về vợ cháu ấy thì cháu xin cô đừng có đặt điều về vợ cháu như thế để khiến mẹ chồng nàng dâu xích mích ạ. Cháu chỉ nói với cô vài điều thôi. Cháu cảm ơn. Chắc chắc. Ok. Đó. Qua. Vợ của nàng sống không? Hả? Con của mình. Ơi, mẹ đã hài lòng chưa? Loại con dâu cả năm mới chịu về nhà chồng một lần ấy, Tết này á, bà cứ cho nó tự tay chuẩn bị 10 mâm cỗ đi. Cũng vì bà xúi bẩy tôi mà đợt đó suýt nữa thì con dâu tôi nó sẩy thai đấy. May mà không làm sao. Thằng Trung nó giận tôi ấy, nó còn không thèm gọi tôi ra bế cháu nữa ấy. Sao giờ bà lại đổ cho tôi? Thôi nhá, từ nay trở đi chuyện của nhà tôi bà đừng có tọc mạch vào nữa. Mẹ. Con chào mẹ. Hai đứa về mà sao không lên tiếng thế? Con ra bà nội bế nhá. Cháu nội của bà. Bà xin lỗi nhá. Mẹ xấu hổ về những hành động của mẹ lắm. Mẹ không dám nhận đâu. Mẹ chỉ mong con tha lỗi cho mẹ thôi. Chuyện cũng qua lâu rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều ạ. Đúng là con rất là giận mẹ. Nhưng mà cha không giận thì con đâu có quyền gì để giận mẹ. Nhưng con hy vọng rằng sau này mẹ hãy đối xử tốt với cha như là cách mẹ đối xử với con.